Chào anh, hôm trước có cái vấn đề gì không làm được không? Sao bạn đi ra Hỏi có vấn đề gì không? xem lại video được Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với lại các cái nhóm công cụ hoặc là lệnh để làm biến đổi đối tượng, biến dạng đối tượng. Để trong cái quá trình mà làm việc thì chúng ta sẽ sử dụng các cái đối tượng cơ bản để mà sắp xếp lại với nhau để tạo ra thành các cái nhóm đối tượng phức tạp hơn. Chúng ta cũng có thể là sử dụng các cái nhóm lệnh ở trong Pathfinder hoặc là các cái công cụ buổi trước chúng ta đã trao đổi là nhóm công cụ Lightning Bucket hoặc là Shape Builder Tool vân vân để mà xử lý các đối tượng. Tuy nhiên sẽ còn ở những trường hợp khác, ví dụ như là chúng ta là muốn làm thay đổi, làm biến đổi các cái đối tượng ở trong Illustrator thì lúc này chúng ta sẽ làm quen với một nhóm các công cụ là các công cụ làm biến đổi đối tượng này. Thì đây là nhóm này gồm có 7 cái công cụ để làm biến đổi bề mặt đối tượng và một công cụ để làm biến đổi về độ dày đường viền. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một số các cái hỗ trợ khác, đó là ở trong menu object chúng ta có một cái lệnh là lệnh envelope distort, và ở trong phần effect thì chúng ta có một nhóm effect đó là distort and transform. Đấy là mấy cái nhóm lệnh mà chúng ta sẽ sử dụng cùng với mấy công cụ kia để mà làm biến đổi các đối tượng. Đầu tiên thì chúng ta làm quen với các công cụ trước đã. Trước hết là chúng ta lấy một cái đối tượng ra để mà chúng ta sử dụng nó, chúng ta làm biến đổi. Thì muốn làm biến đổi một đối tượng thì chúng ta sẽ chọn một công cụ nào đó ở trong nhóm công cụ làm biến đổi đối tượng. Đầu tiên thì chúng ta làm quen với công cụ Wrap Tool. Công cụ Wrap Tool này thì phím tắt của nó là Shift R, và khi chúng ta sử dụng công cụ này thì chúng ta có thể là nhấp nó vào trong cái đối tượng và giữ chuột dê kéo làm biến đổi cái cấu trúc, biến đổi tính chất của đối tượng đi. Điều quan trọng là cái cách dùng là công cụ này các bạn nếu mà để ra ngoài các bạn gì thì không thấy gì đó, và các bạn để hoàn toàn ở bên trong đối tượng các bạn gì cũng sẽ không làm cho đối tượng biến đổi. Yêu cầu của nhóm công cụ này là các bạn phải đặt cái công cụ nó nửa trong nửa ngoài đấy, ít hay nhiều gì thì nó cũng phải ở trong cái tình trạng là nửa trong nửa ngoài như thế này, thì lúc đó các bạn mới làm cho cái đối tượng của chúng ta nó biến đổi được. Và đây thao tác các bạn quan sát, nhấp chuột đó và các bạn kéo nó theo cái hướng mà các bạn muốn. Đấy. Các bạn có thể kéo nó ra ngoài, lôi nó vào trong vân vân, và các bạn sẽ thấy là cái đối tượng của chúng ta lúc này nó giống như là một miếng đất sét hay miếng đất nặng rất là mềm, và chúng ta có thể co kéo, chúng ta có thể là làm biến dạng hình ảnh gốc ban đầu của họ. Tuy nhiên là trong cái cách sử dụng thì chúng ta sau này chúng ta sẽ thấy là giữa công cụ và các cái lệnh hoặc là các cái tiện ích thì nó có cái điều tương đối khác nhau. Đó là công cụ một khi chúng ta đã làm thay đổi cái hình ảnh và cấu trúc của đối tượng thì chúng ta sẽ không có cách nào để chúng ta đưa nó về cái trạng thái gốc ban đầu được, trừ phi chúng ta sử dụng cái lệnh undo Ctrl Z nhiều lần cho tới khi nào nó quay trở về cái bước trước khi mà nó bị biến đổi. Thế thì về cơ bản ở trong các cái nhóm công cụ này thì các bạn sẽ có thể là can thiệp vào cái quá trình mà làm biến đổi bằng cách là thay đổi cả option, thay đổi cả thông số của nó. Thì các bạn dùng công cụ nào thì các bạn nhấp đúp vào cái hình ảnh công cụ đó đang hiển thị ở trong hộp công cụ này, và cái bảng thoại option nó sẽ được mở ra. Trong đó các bạn có thể thay đổi một số tham số, ví dụ như là độ rộng, độ cao của cái đầu công cụ hiển thị, rồi góc xoay nghiêng đó, rồi một số các cái tham số khác, ví dụ như là mật độ hay là cái độ làm biến đổi của nó. Thì khi chúng ta thay đổi những cái tham số này thì chúng ta sẽ có thể là kéo làm biến dạng nó nhanh hơn hay là ít hơn vân vân. Cái thao tác thì nó cũng tương đối là đơn giản như thế này thôi. Thì đấy là cái công cụ đầu tiên.
là công cụ Rotum. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm quen với công cụ kế tiếp. Công cụ kế tiếp thì nó có tên là Train. Cái công cụ này thì nó sẽ giúp chúng ta là làm xoáy vặn các cái đối tượng đang được lựa chọn. Và cách dùng thì cũng tương tự như là công cụ vừa rồi chúng ta vừa giới thiệu. Để làm được cái thao tác thì chúng ta phải chọn đối tượng, sau đó thì chúng ta đặt nó ở cái trạng thái là nửa trong nửa ngoài như thế này. Và thao tác còn lại là nhấp và giữ chuột. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái thao tác nhấp và giữ chuột lâu hay mau, thì nó sẽ quyết định tới là cái độ vặn xoắn của cái đối tượng này nó nhiều hay ít. Nếu các bạn nhấp một cái mà nhảy ra luôn thì nó chỉ vặn đến thế này thôi. Nếu các bạn nhấp giữ lâu hơn một tí thì nó sẽ nhiều hơn. Cái này là tùy thuộc hoàn toàn vào cái việc chúng ta nhấp giữ chuột lâu hay mau. Và về mặc định của chương trình thì nó sẽ giúp chúng ta là vặn xoáy cái đối tượng là theo ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Còn các bạn muốn xuôi chiều kim đồng hồ thì có hai cách. Một là chúng ta sẽ vào option của nó và chúng ta thay đổi chiều đi. Và hai là trong cái quá trình mà thao tác thì các bạn nhấn giữ thêm phím an. Đấy, đầu tiên cứ phải cho nó chạy đã, chạy một tí, sau đó thì chúng ta nhấn giữ phím an thì nó sẽ vặn lại theo cái chiều ngược lại. Và chúng ta sẽ có cái chiều vặn xoắn của công cụ, nó áp dụng cho cái đối tượng là theo chiều kim đồng hồ. Thế còn option ở đây cũng giống như công cụ vừa nãy, chúng ta nhấp đúp vào cái công cụ đang được hiển thị ở trên hộp thoại, trên hộp công cụ. Và để nó vặn nhiều hay ít đấy thì các bạn sẽ chỉnh cái phần này. Đây, train option này có 3 phần trượt. Các bạn chỉnh các tham số nó lớn lên hay là nhỏ đi thì nó sẽ tác động tới cái quá trình mà vặn xoắn của các bạn, nó sẽ nhiều hay ít, mau hay nhanh. À, ví dụ khi mà tôi điều chỉnh tham số thì các bạn thấy là tốc độ mà vặn xoắn nó sẽ trở nên thấp hơn. Đấy. Nó từ từ chậm hơn, và do đó thì chúng ta có thể là điều chỉnh được tốt hơn trong cái quá trình mà chúng ta làm biến đổi đối tượng như thế này. Đấy là công cụ để vặn xoắn đối tượng. Tiếp nữa thì chúng ta có thể là vào đây. Trong cái trường hợp như thế này chẳng hạn thì chúng ta sẽ xem là một đối tượng hay là chúng ta có thể làm được nhiều đối tượng. Đó. Ví dụ như là vừa rồi là chúng ta làm cho một đối tượng thôi. Đó. Hai đối tượng, ba đối tượng, bốn đối tượng chúng ta có làm được hay không? Đấy. Nếu các bạn thích thì các bạn vẫn có thể là cùng một lúc các bạn làm biến đổi vài đối tượng cũng được. Miễn là làm sao? Trong cái quá trình mà các bạn làm thì các bạn nên chọn tất cả các đối tượng đó. Ví dụ tôi tạo lên, tôi làm thử một cái như là một cái icon như thế này chẳng hạn. Đây. Tôi tăng kích thước của cái đầu công cụ nó lớn lên một tí. Và trong cái điều kiện để làm có nghĩa là chúng ta phải chọn tất cả các đối tượng mà chúng ta muốn làm biến dạng cùng một lần. Đấy, đặt chuột như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể tạo ra được một cái icon trông nó cũng tương đối là lạ mắt, bằng cách là vặn xoắn cùng một lúc mấy cái đối tượng đẹp. Thế tiếp theo thì chúng ta sẽ làm việc với lại công cụ thứ ba ở trong nhóm biến đổi bề mặt đối tượng, đó là công cụ Poker Tool. Công cụ Poker Tool này thì nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Đây, các bạn quan sát thao tác vẫn là để cái công cụ ở trên cái đối tượng được chọn, và một nửa trong một nửa ngoài. Bây giờ tôi sẽ nhấp chuột. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái biến đổi và theo xu hướng là thế nào. Cái cách của đối tượng mà chúng ta đang điều chỉnh đó nó sẽ được biến dạng và nó chạy về phía tâm của công cụ. Nếu như mà cái tâm của công cụ này chúng ta đang để ở ngoài thì cái bề mặt nó sẽ bị kéo ra phía ngoài thế này. Còn nếu tâm của chúng ta đang đặt ở trong bên trong thì cái cạnh của đối tượng nó sẽ được kéo vào bên trong. Khi nào nó chạm vào cái tâm chữ thập thì thôi, nó dừng. Tất nhiên là
đấy là chúng ta giữ và chúng ta để một chỗ thôi. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta bấm mà chúng ta kéo như thế này thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là chúng ta có thể là làm cho đối tượng của chúng ta nó biến đổi rất là dữ. Đây. Ví dụ đang từ một cái hình vuông như thế, thì tôi có kéo một hồi thì trộn nắn trong nó đã trở thành cái hình trông tương tự như là một cái nơi như thế này. Đấy. Tức là các bạn có hai cách nhé, có hai cách có thể bấm để kéo nó một cách tĩnh, và các bạn có thể là chủ động vừa bấm giữ chuột vừa đi chuột để co kéo cái đối tượng nó chạy theo mong muốn của mình. Tiếp nữa này thì chúng ta sẽ làm quen với công cụ có tính chất hơi ngược lại một tí với công cụ vừa rồi, đó là công cụ Blur Tool. Blur Tool thì khi tôi đặt cái công cụ như thế này và tôi nhấp chuột thì cái cạnh của đối tượng nó cũng sẽ có biến đổi, nhưng thay vì là chạy cho tới khi nào chạm vào tâm của công cụ thì nó lại chạy, nó uốn cho tới khi nào nó chạm vào cái cạnh của công cụ thì thôi. Đây các bạn quan sát, tôi để cái tâm ở bên ngoài. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái cạnh của đối tượng nó sẽ lõm vào phía trong cho tới khi nào nó chạm vào cái cạnh của công cụ. Còn nếu ngược lại, tôi để cái tâm của công cụ ở bên trong cái phạm vi của đối tượng thì lúc này cái cạnh của đối tượng nó sẽ bị đẩy ra ngoài cho tới khi nào nó chạm vào cái cạnh của công cụ thì thôi. Thế và cũng giống như trường hợp vừa rồi, các bạn cũng có quyền là gì đấy ạ, bấm và các bạn kéo này đó. Chứ không phải chỉ có duy nhất một cái trạng thái là tĩnh đâu nhé. Đấy. Các bạn hoàn toàn có thể là dê kéo đối tượng như thế này. Và tất nhiên cái này thì nó có vẻ là hơi khó hơn so với cái công cụ kia. Và chắc chắn là làm cho đối tượng của chúng ta nó thay đổi về hình dáng rồi. Nhưng mà để mà tạo ra cho nó một cái hình gì đó thì cái công cụ này có vẻ là khó tạo hơn so với công cụ trước đó. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm quen với hai công cụ, đó là công cụ Scallop và Crystallize. Thực ra thì cái Scallop này với lại Crystallize này thì nó tương đối giống với cái thằng Pucker Tool và Blot, nhưng mà về mặt tham số thì nó có cái sự thay đổi. Ví dụ như thằng Scallop này chẳng hạn, khi mà tôi đặt công cụ ở đây tôi bấm thì các bạn sẽ thấy rằng nó cũng vẫn có cái xu hướng là kéo cái cạnh của đối tượng cho tới khi nào mà nó chạm hoặc là nó hướng về phía tâm của công cụ, hoặc là nếu mà tôi đặt ở trong thì nó cũng chạy vào trong tương tự như thế. Nhưng mà cái điểm khác thì chúng ta thấy là cái số lượng cái đường cong hay là đường phát sinh ra từ cái cạnh của đối tượng gốc ấy thì nó nhiều hơn so với lại cái công cụ vừa nãy. Công cụ vừa nãy là nó chỉ kéo một đường thôi. Đấy, kéo một đường cho tới khi nào chạm tâm. Còn cái này thì nó sẽ kéo nhiều đường hơn. Nó cho chúng ta cái số lượng đường biến dạng nó lớn hơn so với lại cái công cụ đốt trước đó. Và cũng ngược lại thì chúng ta có cái công cụ Crystallize này thì nó cũng tương tự như vậy. Nếu mà tôi bấm như thế này thì nó sẽ thay đổi cái hình dáng của cái cạnh đối tượng cho tới khi nào mà nó chạm được vào cái chu vi cái đường viền bên ngoài của công cụ. Và về số lượng thì các bạn cũng nhận thấy rằng là nó biến dạng nhiều hơn đến vài đường. Nếu các bạn muốn thay đổi cái số lượng của các cái này thì các bạn có thể là thay đổi cái phần complexity, cái complexity và cái detail này, các bạn có thể là tăng hay giảm nó thì sẽ tạo ra nhiều đường, ít đường hơn. Đấy, quy tắc nó vẫn chỉ là nhấp vào cái công cụ đó, nhấp đúp vào công cụ cho tới khi nào ra option các bạn thay đổi cái tham số này để các bạn thay đổi sự biến dạng của cái hình khi mà áp dụng công cụ này. Thế còn là cái cuối cùng thì sao? Cái cuối cùng thì nó hơi đặc biệt một tí. Cái cuối cùng thì nó có tên là Ring Tool.
Ringtone này thì nó sẽ có cái sự biến dạng, nó mang tính động. Này, các bạn quan sát. Khi tôi chọn đối tượng và tôi đưa công cụ lên trên đối tượng đó và tôi nhấp giữ chuột. Này, các bạn quan sát trực quan nhé. Thì sự biến đổi có không? Có, đúng không? Nhưng mà nó không biến đổi theo một cái công thức duy nhất mà nó lại cứ thay đổi cái tham số liên tục. Nó giống như là một cái đường đồ thị nhịp âm thanh hay là đo mạch đập ấy. Đấy, nó cứ lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống. Các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái sự dao động nhất định, và trong cái quá trình đó thì các bạn quan sát thử, khi nào các bạn cảm thấy là hài lòng với cái sự dao động đó thì các bạn dừng. Đấy. Và nó không đều nhau. Đấy, nó có sẽ có cái cao, cái thấp, cái nhiều, cái ít ở trong cái dao động mà nó gây ra cho cái cạnh của đối tượng. Tuy nhiên là đây là cái cạnh ngang, đúng không? Tôi vừa làm ở phần đỉnh, đúng không? Làm ở phần đáy thì các bạn thấy là nó cũng sẽ gây ra cái biến dạng tương tự như thế. Tuy nhiên nếu như mà tôi bấm vào bên cạnh phải hay cạnh trái này thì sao? Các bạn thấy là không tạo ra cái sự dao động đó. Lý do là vì cái option này nó phức tạp hơn. Chúng ta quan sát ở trong này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần ring option này thì nó có hai cái trường, là cái horizontal và cái vertical này. Một trường đang được mặc định là để 0% và một trường là để 100%, có nghĩa là nó đang cho cái trường horizontal là không dao động, mặc dù là nó vẫn tạo ra cái sự can thiệp vào trong cái cạnh này. Các bạn nhìn thấy là nó xuất hiện thêm một số các cái điểm điều khiển ở đây này, nhưng mà nó không làm cho biến thiên, tại vì cái tham số biến dạng theo chiều ngang này là nó đang để ở 0%. Nếu như bây giờ tôi cũng cho cái thằng này thêm một cái tham số nữa thì lúc này thì nó sẽ dao động rất là dữ và nó sẽ tạo ra cái sự biến dạng, nói chung là rất là khó lường, tại vì nó dao động theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Đấy, nếu như các bạn muốn tạo ra một cái biến dạng phức tạp thì các bạn có thể là gia giảm cả hai tham số cùng một lần. Đấy, thì nó sẽ không đơn thuần là lên xuống hay là trái phải nữa, mà nó có thể là tạo cả biến động hai chiều, vừa lên xuống vừa lúc lắc theo cả chiều trái phải. Tất nhiên như thế là thì nó tương đối là dối. Thế còn ở trong cái quá trình mà làm thì chúng ta áp dụng cái này vào cái công việc gì? Đó là trong những cái thiết kế mà chúng ta mô phỏng một cái miếng chất liệu gì đó mà xé ra, đúng không? Xé ra một cái mảnh da, một cái mảnh giấy hay một cái mảnh chất liệu gì đó xé ra thì cái biên của nó sẽ không bình, nó không bằng phẳng. Nó sẽ có những cái dạng sơ ra hay rách ra, thì những cái công cụ này là một trong những cái hướng để mà chúng ta có thể là xử lý cái mép của đối tượng, làm sao cho nó không bằng phẳng, trông nó không một nà nữa, mà chúng ta sẽ tạo ra cảm giác là nó bị rách rời, nó bị xé ra, thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này. Thì đấy là bảy cái công cụ mà chúng ta vừa giới thiệu, nó là những cái công cụ chuyên để xử lý bóp méo, thay đổi hình dáng bề mặt của cái đối tượng. Thế còn chúng ta còn một công cụ nữa mà chúng ta chưa đề cập, nó vẫn nằm ở trong nhóm này, đó chính là cái công cụ để điều chỉnh về cái độ dày của đường viền. Thế mặc định thì chúng ta thấy là cái đối tượng của chúng ta khi mà vẽ ra thì nó sẽ mặc nhiên là luôn luôn mang cái đường viền là đều. Đấy, đường viền nó đều, nó chỉ có một độ dày duy nhất. Có thể bây giờ chúng ta nhìn lên trên cái thanh option phía trên này thì các bạn thấy cái tham số stroke này của chúng ta nó đang để mặc định là một một point đấy, hoặc là một đơn vị khác, nhưng mà túm lại là đường trên hay đường dưới, đường phải hay đường trái, đường ngang hay đường dọc thì nó đều luôn luôn sẽ có một cái độ dày giống nhau. Nếu tôi tăng cái tham số này lên lớn hơn thì nó cũng lớn lên đều nhau. Cái này thì nó tiện ở trong những cái thiết kế mang tính chất mà nó mô phỏng về cái gì đó có tính chất máy móc. Thế nhưng mà nếu như mà các bạn thấy là cần một cái gì đó nó mang tính chất người hơn một tí, nó giống như là cái phác thảo vẽ tay của chúng ta hơn một tí, thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái đường nét phát ra hoặc là những cái đường viền thì không phải lúc nào nó cũng đều nhau. Nó có chỗ đậm, chỗ nhạt, chỗ dày, chỗ mỏng. Thì trông nó thì không được đều đặn, nhưng mà nó lại đem lại một cái cảm nhận, nó mang tính gọi là tự nhiên hơn. Đấy. Và cái công cụ để giúp chúng ta là can thiệp vào cái độ dày đó là công cụ Whetstone.
phím tắt của nó là Shift W. Và để thực hiện cái thao tác xử lý này thì chúng ta sẽ thấy là tôi đặt cái trỏ chuột vào cái đường viền như thế này. Tại cái điểm mà tôi đang tạm thời tôi chọn vào thì các bạn nhìn thấy là cái trỏ chuột của chúng ta thì nó có cái biến đổi một chút, các bạn nhìn thấy là nó xuất hiện thêm cái dấu cộng nhỏ nhỏ ở cái biểu tượng của trỏ chuột, và các bạn cũng nhìn thấy là có một điểm trắng xuất hiện ở trên cái đường viền này. Đấy là báo hiệu rằng là nếu như chúng ta nhấp chuột và chúng ta di kéo thì nó sẽ tạo một cái điểm điều khiển mới tại đó. Và bằng cách là nhấp chuột và các bạn kéo thì các bạn thấy rằng là đường viền của chúng ta nó đang được làm dày lên. Đây, các bạn quan sát, thay vì là rất đều như ở đây thì chúng ta đang làm cho cái đường viền nó dày lên. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể là điều chỉnh nó, đúng không? Bằng cách là bấm vào cái cạnh ở phía ngoài này để chúng ta thu thắt lại. Đấy. Bao nhiêu điểm thêm vào thì thực ra là do các bạn thôi. Các bạn bấm vào đây và các bạn kéo ra hay kéo vào thì đấy là việc của các bạn. Và bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ tạo ra những cái đường viền nó có cái độ dày mỏng thay đổi đi, nó không còn cái tính chất máy móc, không còn cái tính chất đều giống như là một cái đường giấy thép cuốn xung quanh cái đối tượng nữa. Thì đấy là cách để cho các bạn có thể là can thiệp vào sâu hơn trong cái đường viền của đối tượng. Thế và nếu mà các bạn muốn là thay đổi nó về cái giá trị mà bình thường đó, thì các bạn lại sổ danh sách này ra, các bạn chọn cho tôi cái chế độ là uniform như thế này thì nó lại trả về cái đường viền nó đều đặn. Thế và nhân đây khi mà nói về đường viền thì tôi cũng quay trở lại một chút về cái nội dung mà liên quan của bài hôm trước. Thì trước đây thì đường viền của Illustrator thì nó cũng sẽ chỉ hỗ trợ chúng ta là làm một màu thôi, là tô theo kiểu solid thôi. Nhưng mà đến vài phiên bản gần đây thì nó bắt đầu hỗ trợ thêm một cái định dạng nữa, đó là cái đường viền của các bạn được quyền là tô màu chuyển nữa. Đấy, và muốn các bạn mà muốn tô màu chuyển thì các bạn cũng có thể là làm sao đây, chọn cái tô đường viền này đấy và bấm vào cái giá trị tô chuyển thì các bạn cũng sẽ thấy là cái đường viền của chúng ta nó cũng sẽ có cái độ dày mỏng khác nhau đấy, do là cái màu của nó đã có cái sự biến thiên rồi và nó được tô màu chuyển. Và các bạn cũng có quyền là lấy những cái màu chuyển khác để các bạn tô cho cái đường viền, chứ không phải như mặc định lúc đầu là nó chỉ có đen với trắng. Thế còn cái quy tắc để mà chỉnh màu thì các bạn tô màu bề mặt như thế nào thì các bạn cũng có thể là tô màu đường viền, chỉnh màu đường viền y xì như thế. Tôi chắc có lẽ là tôi sẽ không cần phải nhắc lại cái khái niệm này nữa. Như thế là chúng ta đã làm quen với lại cái nhóm công cụ ở trong công cụ giúp chúng ta là làm thay đổi, phá vỡ cấu trúc hình hài của một cái đối tượng. Đấy, và trong đó có 7 cái công cụ là thay đổi cái bề mặt và một công cụ giúp chúng ta thay đổi về độ dày mỏng của đường viền ở trong của đối tượng ở trong Illustrator. Đấy, các bạn là bây giờ thử nghiệm một chút đi, sau đó thì tôi sẽ trao đổi tiếp với các bạn về cái nhóm lệnh ở trong object cũng như là